Thì tuần sau các em sẽ có một buổi thi ở ski, nên bây giờ mình có một buổi briefing trước để hướng dẫn cho các em cách thi, hình thức thi ấy. Bây giờ cô sẽ share một cái PowerPoint mà em có nhìn thấy không có thi mic lên nữa ấy. Một bàn là gì một bàn? Em sẽ slide chứ. Không cô. Rồi, rồi. Thi ski thì các bạn sẽ thi tại đơn vị huấn luyện kỹ năng lâm sàng tầng 3 nhà B, là chỗ mà các bạn học thực hành y khoa bữa giờ. Buổi sáng thì các bạn phải có mặt vào lúc 13 giờ, xin lỗi, 6 giờ 45. Buổi chiều là 13 giờ 15. Vào thi, thời gian vào thi chính thức là 7 giờ 30 và 13 giờ 30. Tuy nhiên, các bạn phải đến vào đúng 0 giờ này để mình điểm danh. Và sau khi điểm danh xong mà các bạn chưa đến thì cô sẽ gạch tên ra khỏi danh sách thi. Tại vì các em đang thi ski là thi theo chuỗi, thi liên tục. Và cái cán bộ chấm thi là sẽ không hỏi tên các em mà chỉ dựa vào cái danh sách thi nằm ở trên bàn để họ chấm. Nên là mình vào thi liên tục. Nên là bạn nào mà vắng thi đi trễ thì buộc phải bị gạch tên ra khỏi danh sách thi để tránh bị nhầm lẫn điểm, là thành luồn xuống nó trên thi ấy. Nên các em lưu ý đi cho đúng giờ này, còn mà đi sau giờ là không có xin nha, cũng nhắc kỹ đây này. Về trạm thi thì các bạn sẽ thi một trạm, thời lượng mỗi trạm thi là 6 phút và kết thúc mỗi trạm thi là sẽ có tiếng chuông, có hiệu lệnh, các bạn sẽ nghe chuông để vào thi. Điểm thi thì sẽ bằng điểm trung bình cộng của 4 trạm thi. Và để đạt cái học phần thực hành y khoa này á, là các bạn phải có điểm trung bình chung 4 trạm lớn hơn hoặc bằng 4 và không có trạm nào dưới 4. Nghĩa là ví dụ các bạn có thi 3 trạm được 10 điểm nhưng mà có 1 trạm 3 điểm chẳng hạn thì các bạn vẫn bị rớt cái học phần này. Về sơ đồ thi thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là sơ đồ thi này. Trong danh sách thi cô gửi cho các bạn á, là có chuỗi 1, chuỗi 2. Thì các bạn ghi nhớ về chuỗi thi của mình. Thì đầu tiên lên á, là các bạn sẽ đi bằng cái cầu thang của nhà 107B đó. Cầu thang lên cái sảnh 107B đi lên. Thì bên tay phải của các bạn á, sẽ là phòng lab 4. Đấy nhá, phòng này là phòng để đồ sinh viên và phòng điểm danh. Thì các bạn sẽ để toàn bộ đồ dùng của các bạn ở đó và chờ điểm danh. Sau khi cô điểm danh xong á, sau khi cô điểm danh xong thì cô sẽ là các bạn di chuyển về phòng chờ. Thì đối với các bạn ở chuỗi 1 thì các bạn sẽ di chuyển vào phòng lab 1 để chờ. Chuỗi 2 thì Quá đi. slide cô chưa chạy qua. Chị chim em. Không. Ừ. Rồi bây giờ em nhìn vào lại chuyện 1, chuyện 2 thì cả em sẽ đi vào phòng bù để đồ. Còn sau khi điểm danh xong thì bạn nào ở chuyện 1 mình sẽ di chuyển vào phòng lab 1 là phòng chờ. Sau khi mà nghe hiệu lệnh vào thí thì các bạn chạy qua lab 2, tức là ngay bên cạnh đó, để thi trạm 1, trạm 2 và tiếp tục là qua lab 3 để thi trạm 3, trạm 4. Và kết thúc là các bạn sẽ về phòng 4 để lấy đồ rồi đi thẳng về, không di chuyển ngược lại hành lang. Bạn nào mà di chuyển vào khu vực thi thì là vi phạm quy chế thi và buổi thi đó là coi như không điểm học phần thực hành y khoa. Và các em chỉ đi theo một chiều mũi tên của vé đó thôi. Rồi các bạn thi ô kỳ chuỗi 2 thì tương tự các bạn vào phòng 9 để chờ. Nghe hiệu lệnh thi thì các bạn vào phòng 8 thi trạm 1, 2. Rồi tiếp tục qua phòng 7 thi trạm 3, 4 và về phòng lab 4 để lấy đồ và ra về, không di chuyển lại vào khu vực thi. Vật dụng mà các bạn không được đem vào phòng chờ. Phòng chờ tức là cái phòng mà cô này là phòng 1 và phòng 9 khi các bạn chờ để vào thi ấy. Các bạn phải để tất cả đồ dùng của mình tại phòng để đồ sinh viên lab 4. Vật dụng đặc biệt không được đem vào là điện thoại, laptop, iPad, đồng hồ thông minh, tài liệu học tập.
Cô nhắc lại một lần nữa không được đem các vật dụng này vào phòng chờ, không cần biết là các em có sử dụng hay không. Phòng chờ này sẽ được theo dõi camera bởi phòng khảo thí và phòng công nghệ thông tin của trường. Nên là các em có chỉ cần đem vào không cần sử dụng sẽ vi phạm quy chế thi. Và có như là buổi thi đó rớt luôn. À, Phương Thư Căn đi qua đây rớt luôn ấy. Thế các bạn lưu ý không đem vào. Phòng mình chỉ có chờ vào vào thí thôi. Lý do là mỗi buổi thi thì đề sẽ như nhau, chỉ có qua buổi khác mới đổi đề, nên là các bạn không được đem vào. Không chờ ấy, lưu ý là năm ngoái đó. Năm ngoái là ở đây là cô không có nhóm học lại nữa, nhưng mà năm ngoái nhá là các bạn học lại, đang hiện tại là đang có 10 bạn học lại, và có một vài bạn là lý do là đi như vậy đó mà học lại đó, không phải là đi thi rớt hay là điểm thấp đâu nha. Rồi, giờ bạn nào hỏi gì được không? Rồi, Nguyệt khóa anh. Nguyệt anh khóa gì đây hỏi đi anh. Cô kiểu tài liệu học tập nó không phải là có chữ điện thoại đó rồi mình tài liệu biển dẫn dẫn cô hay là tuyệt đối không luôn? Không luôn, tuyệt đối không luôn. Nên không được đem sách vở. Tài liệu học tập là sách vở, checklist, cả tài liệu luôn. Anh chỉ đi vào đi không vào đó thôi. Mang mang theo một cái bút kế. Đi lỡ trong thí nam có việc á thì mình sẽ viết. Nha. Nó là hỏi anh được không? Nó hiểu không có bán nào hỏi đi nữa khi cô kết thúc cuộc họp ấy. Thank you.